tiếng đập trái tim. Tập 3. Có mang đến chứ? Đưa tiền ra. Lại đây. Tiền trước đã. Sao mày nghi ngờ thế? Thằng giáo chủ nên là người tốt hơn. Cần tin người. Khoan đã. Giơ mặt sau. Trắng mắt chưa? Tao đã thèm vặn cổ mày đấy. Đừng có mơ tiền. Tâm tao trọng danh dự với công việc. Ưng lấy. Ừ, ghi chữ phết đây. Nghĩ xem dùng thế nào cho tốt hơn. Mà tiện thấy cũng có chuyện để nói đấy. Chả có gì hết. Đủ rồi. Tuy mày thì cứ coi như tao và mày chưa từng thấy nhau. Tôi chả thấy nắm niết gì trong rừng hết. Rồi chúng tôi ra tới bãi cỏ. Rồi nhìn thấy kia có quả đồi nhỏ nữa. Xin rộng lòng tha lỗi cho tôi. Cậu Igumen rất lo lắng. Ôi, chúng tôi lo quá. Nhưng tôi chưa thấy bức tranh này có giá trị gì. Hãy nhìn ở mặt sao. Đáng giá đây. Đi ô xa, cho copy cái này. Sao rồi, viết xong rồi chưa Nina? Hay thật. Semyon, gặp anh chút được không? Xem này. Loại thuốc đây tương đối nghi vấn. Nina này, vâng. Sao cô lại đi khỏi Moscow? Tôi muốn trở về nhà. Sao lại không ở nhà mẹ? Mà lại ở đây? Chuyện này đâu có can hệ gì về bức tranh. Được rồi, cô đừng lo gì hết.
Ta ra ngoài nào. Cô không lạnh chứ? Không. Cô có sử dụng ma túy không, Nina? Ma túy à? Không. Cho biết cái này của cô à? Vâng, của tôi. Hay thật. Thế bức tranh đâu? Sao? Khai mau, khai mau. Cô đưa bức tranh cho ai? Nào mở cửa ra, cửa ra. Các anh làm gì vậy? Vào xe, vào ngay. Các ông làm trò gì vậy? Chả làm gì. Cứ để gãy hết xương rồi mới tự khai nhỉ? Cậu nghĩ là cô ta à? Có gì phải nghĩ? Chúi mũi vào ma túy. Giờ hết tiền, chợt nhớ đến giáo chủ. Anh Kesa. Ra đây, ta cần nói chuyện. Kesa và Nina rất gần gũi nhau. Đó là hai chị em ruột. Các vị biết không? Bức tranh cổ thế kỷ 17 đã biến mất. Là sự ăn cắp. Một số tiền rất lớn. Lại đây Kesa, điều tra viên muốn nói chuyện với con. Xin cho biết, lần cuối cậu gặp chị gái, cô Nina ấy, khi nào? Chị Nina chắc không rõ. Hình như hôm có vụ cháy. Ừ, trong vụ cháy. Thế cô ấy không nói trở về từ Moscow làm gì à? Không, thế sao à? Không nói gì. Thật hay, hay lắm. Không nói. Thế các vị không nhận thấy cô ấy xử sự thời gian gần đây có gì lạ thường à? Tất cả chúng tôi đều nhận ra. Quả thật chị ấy gần đây cứ như người bị ma ám. Vậy ta nói tuyệt ra nhé. Các vị có biết Nina dùng ma túy không? Cái gì? Nina? Ma túy à? Đâu có. Chị ấy không. Không biết. Hay lắm. Hay lắm. Xin mời ký cho. Chúng tôi sẽ khép cô ấy vào tội ăn cắp tranh cổ. Biện pháp là bắt giam. Giam giữ để làm gì? Kesa, đừng có xen vào việc người khác. Ký đi. Ký đi, rồi các vị cũng đừng lo lắng thế. Không có tội, chúng tôi sẽ thả. Còn có tội sẽ ra tòa. Vậy đó. Các công dân nhà Yilin kính mến. Xong rồi. Tạm biệt. Ôi Chúa ơi, tôi mệt mỏi với các người quá. Mệt vì vườn tường, nhà cửa, vì tất cả các người. Không sao, ta nhanh chóng bán nhà rồi giải tán. Mẹ ta hồ nghỉ. Mà nếu Nina bị điều tra, có khi chả cần sự đồng ý bán nhà của chị ta nữa. Này, chị quá đáng vừa thôi Masa. Chị gái trong tù, còn chị chỉ có nghĩ đến tiền. Chị quá thật giỏi quá đấy. Thế ai có lỗi trong việc chị ta bị bắt?
Con hay mẹ? Hay là thằng Kesa? Thử xem chị ta đã làm gì. Đây chính là chuyện cháy nhà. Đủ rồi, đến bắt nôn về chị Masa. Thương người quá nhỉ. Đừng có nhìn tao kiểu ấy. Cái cụ ấy nhảy về đây, làm đảo lộn tùng phèo hết cả. Mình thì cứ Nina yêu quý. Còn chị ta là kẻ nghiện ma túy, còn ăn cắp. Thế tôi mới hiểu thấu cho Gleb. Im mồm đi đồ ngốc. Chính mày là đồ ngốc. Nghĩa là Nina muốn có phần thừa kế của mình à? Ta sẽ bán nhà thật nhanh, chia nhau, rồi mặc xác chị ta kêu gì cũng được. Đóng tiền thuê bảo lãnh, thuê luật sư, mua ma túy, cái gì cũng được. Đó là điều duy nhất mà ta có thể giúp chị ấy bây giờ. Aliona, là anh đến rồi đây. Anh làm gì ở đây vậy? Ô, ai đây đấy nhỉ? Xin chào. Mày có nghe thấy gì không? Nhận lấy rồi, trả bức tranh đây. Tranh nào cơ? Mày sao? Đánh hơi thấy rồi à? Genia, anh làm gì vậy? Không sao, không sao. Mọi việc ổn mà. Thằng ranh. Chàng này kiếm tiền ấy mà. Lao kiểu gì kinh thế hả thằng ngu kia? Ô Kesa, có xuất sắc chỗ nào không? Cút đi. Kìa Kesa, bình tĩnh nào. Tôi làm gì vỡ của anh? Đèn pha à? Đây. Kìa Kesa, ở đâu ra lắm tiền thế này? Bỏ ra. Anh biến đi, với quỷ thì hơn. Khoan đã Kesa, chuyện gì xảy ra vẫn có thể sửa lại được mà. Chả có gì là không sửa được. Kesa, hãy kể theo trình tự nào. Vì em mà chị Nina bị bắt giam. Anh đi à? Lại đây. Thứ nhất, em rất đẹp. Ты очень красива. Второе. Thứ hai, мне с тобой было. Anh đã rất thích cùng em. Третье. Thứ ba, я хочу увидеться еще. Anh muốn chúng ta thấy nhau nữa. И четвертое. Và thứ tư, это обязательно. Điều này chắc chắn xảy ra. Anh phải đi.
Nhi, chờ đã. Hãy nói thật xem, có lẽ anh không định đi đâu cùng em phải không? Em bé bỏng, không phải kịch cọt nữa nhé. Quả thật chẳng có thời gian. Mà này, em cũng ổn, mà anh cũng thoải mái. Em giúp anh trong việc của anh, còn anh giúp kẻ xa của em. Chả nhẽ không phải thế sao? Bởi mọi chuyện đang tốt mà. Em giúp anh việc gì chứ? Cầm lấy. Em kiếm được đây. Bố ơi, nào tầng kia, lại đây xem nào. Bố ơi, bố ơi, bố ơi. Giờ ta sẽ tóm cổ hắn ở đường ra thành phố. Rồi sao? Hắn đi mô tô sẽ vượt xa anh. Kìa, hắn kìa. Thế nào, người thân? Còn sống chứ? Khỏe không? Thế nào? Vâng, nguyên vẹn. Lại đây nào. Hình như bố em đã tỉnh. Có thể thăm chị được không? Một câu hỏi kỳ lạ. Hôm nay là một ngày thật lạ. Chính xác hơn là buổi tối lạ kỳ. Nên tôi quyết định đến chỗ cô. Trên kia nhộn nhạo quá, chạy đi chạy lại với đống giấy tờ. Còn ở đây yên lặng quá. Nói chung tôi chưa bao giờ bị cảm giác đánh lừa. Nhưng với cô thì cô được tự do, Nina. Bức tranh đã tìm thấy. Cả bọn tội phạm nữa. Hãy nhận lấy lời xin lỗi của tôi. Cô chấp nhận chứ? Tôi nhận. Hay lắm. Thank you.
Cảm ơn anh. Là anh phải cảm ơn em. Cuộc đời sôi động của em làm anh rất thích. Từ chạy trốn, chó đuổi, gặp lại bạn cũ, nhảy khỏi cầu, nhà thì chút nữa cháy rụi, ngồi tù nữa. Không anh biết còn chuyện gì em chưa làm. Chuyện gì? Ví như chưa đến chơi nhà anh. Mời chứ. Có mời. Ta đi. Nhà chưa xây xong. Như người đóng giày mà không có giày đi. Cẩn thận nha. Xin lỗi. Có sao đâu. Ta đi chứ. Đi nào. Vào đi. Anh vào ngay. Kìa, xin chào. Hai người vào đi. Uống trà hay cà phê? Anh Volodya của tôi không nghiêm túc thế đấy. Tôi có thể tưởng tượng được không? Tôi chờ anh ấy từ 7 giờ tối. Julia. Cô uống trà chứ? Mời hai người vào. Vào đi. Nina. Nina. Chả có chút hài hước nào cả. Julia. Cô làm gì ở đây? Em nhớ anh. Thế nên mới đến. Gọi mà anh có cầm máy đâu. Thế mới quyết làm anh ngạc nhiên. Tôi đã nói với cô. Đã xong mọi chuyện rồi. Thế chúng ta xong gì nào? À, Volodya thân yêu. Suốt 3 năm qua, tao quyết lúc chuyện này, lúc chuyện kia, lúc họp, lúc tan. Chỉ đơn giản ngồi uống trà và nói chuyện cùng nhau. Anh mệt mỏi rồi đấy. Nhìn mắt em biết, anh cả đêm không ngủ. Anh nên nghỉ ngơi. Sắp xếp tư duy. Уйди. Xin cô đi cho. Пожалуйста.
Lại dở cái trò gì hả? Đưa ngay đây. Bà bảo đưa ngay mà. Masa, tôi không thể nữa rồi. Chỉ tiếng nữa chắc tôi lao lực mà chết. Con hiểu mà mẹ. Thì sao? Con đang đầy việc. Có cuộc hẹn rất quan trọng. Quan trọng với ai hả? Với tất cả. Tất cả mẹ biết không? Ôi chú ơi. Dania nằm ngủ đi. Con không muốn ngủ. Vậy ra đứng xó đây. Trẻ con phải ngủ ngay. Con muộn xe đi Moscow rồi mẹ ơi. Thôi được rồi. Tôi cho nó ngủ. Rồi gọi thằng Kesa đến đây. À phải, để cậu trông giúp. Cô còn tự trọng không thế? Vậy cuối cùng mai là mẹ nó đây. Thôi, mẹ đừng lại bắt đầu nữa. Bà bảo lên giường ngay. Quên điện thoại này. Vào giường nhắm mắt lại nhanh. Đưa xuống đây. Nằm xuống. Đấy, như vậy. Xem cô có gì nào. Đây à. Cả nhà, cả vườn chị ta đều không muốn bán. Tôi không hiểu nổi logic của chị ta. Cơ hội này chỉ có một trong đời. Nhà đầu tư đưa ra khoản đền bù rất tốt. Cô Masa yêu quý, cô thậm chí không tưởng tượng nổi. Người bình thường dường như biết giả vờ thế nào khi động chạm đến thừa kế. Nói chung tôi cho là mọi người đều có quan điểm điên khùng của mình, mà vì nó người ta có thể trở thành con thú tham lam. Giá mà vậy. Với thú tham lam còn thỏa thuận được, chứ ở đây Masa yêu quý, có muốn uống chút không? Sasha, ta tạm quên hết mọi chuyện, uống vì sắc đẹp của cô. Được chứ? Chào bác. Mẹ không có nhà. Cháu là Dania, còn bác là ai? Đúng vậy. Tôi muốn nói rằng đây không phải sự cố duy nhất trong nghề của tôi. Từng có một bà già độc địa đăng ký cho ba tay bất hợp pháp ở tại nhà mình và phải chịu đựng cho đến chết. Tôi có tưởng tượng được không? Vì cái gì chứ? Vì đây em gái mình không được hưởng. Vậy ông có tin tình trạng của ta được giải quyết không? Hẳn rồi. Vậy để được việc phải cần gì? Ừ, được rồi. Cứ coi như ta đã thỏa thuận xong. Thế mới gọi là sành điệu. Masa yêu quý, thêm một ngụm nữa nhé. Chúc kết cục tốt đẹp vì vụ của chúng ta. Xin mời, rất hân hạnh. Dania, dậy đi. Dania. Dania ơi.
Nó không ở đây, Kes ơi. Mẹ tới cảnh sát bây giờ. Không, không đi đâu hết. Con ở nhà. Nếu nó về, gọi mẹ ngay. Có chuyện gì ạ? Thằng Dania lại chạy đi rồi. Thế mà xa đâu? Thì nó đi gặp gỡ. Mà điện thoại không bắt máy. Vậy hay nó trốn ở nhà? Nó không có đó. Vậy thì dì đi báo cảnh sát. Con ra bờ sông tìm nó. Cầm lấy uống đi. Ôi dòng. Hãy để tôi đi cùng cô. Tôi tự được, không cần anh. Tôi không bình tâm được hả, Natasha? Đã bao năm qua rồi. Kìa, cầm máy đi. Cầm máy đi nào. Cô gái kia, cô không được vào. Em cần anh giúp. Có chuyện gì đấy? Cháu em mất tích. Xin lỗi, mai tôi làm tiếp. Đi thôi. Rồi đâu vào đấy? Trời tối rồi. Nhìn kia. Lên trên bờ đi. Dania. Dania ơi. Dania. Dania ơi. Dania. Em sao thế? Không sao. Khó chịu à? Vẫn hay bị thế. Thế đây, họ chẳng nhìn thấy gì. Hay phải tìm trong rừng.
Thứ nhất, đây không phải là khu vực của chúng tôi. Thứ hai, diện tích khu này rất lớn. Làm gì bây giờ? Đến nhà ga. Có thể có người thấy thằng bé ở đó. Ê nhóc con, còn sống đây chứ? Thế nào? Không sao chứ? Mà sao cháu lại ở đây? Cháu bị lạc. Bị lạc? Chuyện thế đây. Này, thế mẹ cháu đâu? Ở nhà, có lẽ thế. Ở nhà, tốt rồi. Điện thoại của mẹ thế nào? Thế này. Ôi, chú nhóc hài hước ghê. Rồi. Thế điện thoại của bố nhớ không? Không à. Không nhớ. Bố tên gì? Liệu có nhớ không? Igo. Igo, chính xác là Igo phải không? Alo, tôi nghe. Ai đang nói đây? Daniel Ilin à? Phải là con tôi. Vâng, có thể. Nhưng tôi đang ở Moscow. Khoảng 2 tiếng nữa thôi à? Vâng, tất nhiên. Tất nhiên rồi. Sao rồi? Em đỡ hơn chưa? Có thể đi được không? Em hay bị hết hơi thế à? Cứ thấy anh là em hết hơi liền. Lúc thì nhảy cầu, lúc thì ngất xỉu. Thôi mà, anh nghiêm túc đi. Có khi cần khám bác sĩ. Ổn rồi, giờ có thể đi tiếp. Igor à? Ơn Chúa. Thế cậu đang ở đâu? Tốt rồi. Tìm thấy rồi hả? Ta đi thôi. Có phải cậu là Igor hả? Tôi đi. Còn thằng bé đâu? Bố kiểu gì đấy hả? Chả nhòm ngó con mình gì cả. Tự thể nổi gì? Anh niên các cậu dễ dàng quá, nên mới ra thế này. Thế nó đâu rồi? Thôi được, đừng có gào lên. Trên kia, ngủ thiếp đi rồi. Lên đánh thức nó đi. Thằng nhỏ kể về cậu nhiều lắm. Có thật cậu từng làm việc ở Úc không? Phải sao mà ở xa con thế? Còn giờ thì giữ lấy, đừng để sống nữa. Như thế, với con đi. Bố ơi. Rồi, chúng tôi về trạm đây. Sẽ thông báo các nơi. Sáng mai sẽ tiếp tục tìm. Thấy rồi à? Nó đi cùng cô à? Ai cơ? Dania, sao lại cùng con? Nó ở với mẹ cơ mà. Làm sao? Có chuyện gì? Nó bỏ đi hả? Cô đã ở đâu? Hỏi mẹ ở đâu thì có. Phải trông nó kiểu gì đấy? Tôi phải trông ngó chỗ nào nữa? Chính là cô. Cô mới cần phải trông nó.
Cô có chăm nó tí nào đâu. Bỏ nó cho tôi suốt bao năm. Thế ngoài ra còn có lỗi chắc. Phải, thằng bé lớn lên bị bỏ mặc, chẳng ai cần nó, thế nên nó mới bỏ chạy. Lúc tìm mẹ, khi tìm bố, tưởng mẹ chăm sóc chắc. Mẹ chỉ nghĩ đến cái ông chồng của mẹ thôi. Câm mồm. Vậy mẹ đã làm cho con cái gì hả? Mọi thứ con toàn phải tự không. Đến cái nhà rách nát cũng không thể bán được. Sao cô không trả lời điện thoại? Điện thoại để quên ở nhà. Vâng. Igor à? Igor nào hả? Đưa đây con. Alo. Cậu ấy sắp đến. Em này, anh muốn kể với em về cô gái kia. Không cần đâu, Volodya. Nhưng dù sao anh cần giải thích. Có vẻ anh mới nhẹ lòng. Volodya, không cần. Em xin anh đấy. Đành vậy. Thì ngồi. Thì lặng im. Hết tập 3.